Phật trân trọng kính chào tất cả quý vị đang hiện diện cũng như tất cả các vị đang online. Hôm nay chúng ta tìm hiểu một đề tài mới ở trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận phẩm phân biệt thế gian. Đó là đề tài tử tâm và thức diệt. Nội dung hôm nay chúng ta nghiên cứu như vậy thôi. Tức là trạng thái chết tâm lúc ấy như thế nào? Và nó thức nó diệt trình tự ra sao? Vấn đề này rất là cần thiết trong tiến trình tu tập của chúng ta. Có hai bài kệ hết thảy 10 câu mô tả tử tâm và thức diệt như sau. Đức nối thiện ly tham, thối thất chết tái sinh, nối chỉ trong ý thức, tử sinh duy xả thọ. Phi định phi vô tâm, niết bàn hai vô ký, chết dần chân rốn tim, ý thức diệt cuối cùng, dưới người trời bất sinh, mạt na đức do thủy. 10 câu kệ quá ngắn gọn, nó đã mô tả một cách đầy đủ. Thường ngày xưa trí tuệ của các ngài siêu việt, chỉ cần những gợi ý như vậy, các ngài cũng đủ để mà liên tưởng đến tất cả mọi cảnh giới. Nhưng ở đây, chúng ta may mắn được tổ sư của chúng ta, các vị đại luận sư, các ngài đã phân tích rộng ra để chúng ta hiểu. Và việc làm của thầy là giúp cho các vị hiểu A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. Còn thầy không phải là cái người sáng tạo ra A Tỳ Đạt Ma, cũng không phải là cái người diễn thuyết một đề tài. Thầy chính là cái người giúp cho các vị tự thân mình đọc A Tỳ Đạt Ma và hiểu được chữ nghĩa. Trong chương trình sơ trung đẳng cao đẳng của Phật tử tại gia chúng ta, ngàn đó là đã quá rồi. Sau này các vị có muốn nghiên cứu sâu hơn nữa thì các vị cũng có cái vốn rồi. Thành ra từ cái vốn đó mà các vị đào sâu hơn. Những vấn đề này nó liên quan tới đời sống của chúng ta. Như chúng ta biết rồi đó, có bốn tâm. Đó là có bốn hữu, đó là trung hữu, sinh hữu, bản hữu và tử hữu. Như vậy thì cái tử hữu này nó như thế nào? Tâm của nó như thế nào? Là tử tâm và thức diệt ra sao? Ở đây chúng ta đọc thấy rằng đoạn thiện căn nối lại thiện, ly nhiễm giới địa, thối thất chết và tái sinh. Đoạn thiện căn tức là những cái hạt giống thiện bị đoạn, rồi nối lại thiện, hay là ly nhiễm giới địa, tức là rời khỏi những cái địa giới mang cái tính ô nhiễm, rồi thối thất tức là quên mất, rồi chết và tái sinh. Cái chữ thối thất là chữ thối lui, đó là vong mất và quên dần dần đi. Sáu trường hợp này thì ở đây chỉ có được nhắc đến ở trong ý thức mà thôi. Nó chỉ diễn ra trong ý thức. Tại chúng ta thấy con người chúng ta có bốn lớp. Lớp thứ nhất là năm giác quan. Và nó tiếp nhận ngoại cảnh, nó thu lượm những cái tín hiệu bên ngoài để đi vào bên trong. Rồi cái tín hiệu đó nó phản chiếu trên ý căn và nó hiện ra một sự nhận biết. Đây gọi là ý thức. Chúng ta nắm được chưa hả? Như vậy thì sáu cái trường hợp này, thiện còn hay là mất, hay là nối lại hay là ly nhiễm, hoặc là thối thất hay là chết hay tái sinh, chỉ nằm trên phương diện của ý thức mà thôi. Tức là trên phương diện của thức thứ sáu. Hiểu không? Còn cái đời sống của cái thức thứ tám nó khác. Đời sống thứ tám nó gần như là cứ đi tái sinh mãi vậy đó.
chừng nào chúng ta niết bàn mới thôi. Nối sinh nên biết cũng bao hàm trong kết sinh trung hữu. Cái chữ sinh là gì? Tức là khi tứ tâm hiện ra thì lúc bây giờ bao nhiêu phiền não nối lên hiện tiền. Và lúc bây giờ năng lực của phiền não đó đột biến hóa sinh, kết thành một trung hữu. Trung hữu này gọi là hiện hữu trung gian giữa thân mới chết và một kiếp sau. Nó có chiều hướng mong cầu khát khao sự tái sanh. Ngay đến thần lực của Phật ngăn cản nó cũng không nghe. Không ai có thể ngăn cản được cái tâm mong cầu tái sanh của nó. Cho nên nó có tên gọi khác là cầu sinh. Và nó thường mang thân vi tế, ăn thức ăn là mùi hương, nên gọi là hương thực âm. Trung hữu chỉ có bốn ấm, sắc ấm đã hủy hoại, cho nên chỉ còn thọ, tưởng, hành và thức ấm hòa quyện thành một năng lượng siêu việt. Năng lượng vi tế này chỉ cần chúng ta loại trừ 11 yếu tố gây chướng ngại từ đôi mắt, từ tâm ý, thì chúng ta có thể biết được tất cả sự sinh hoạt và hành hoạt của nó. Mà chúng ta ở trong đó cũng có thể giáo hóa nó chứng thành Phật quả. Chúng ta biết rằng một tội sâu nặng như ở địa ngục A Tỳ còn có thể bị thuyên giảm sau thời gian trả bao nhiêu tội lỗi. Huống chi là trung hữu sao không có năng lực chuyển hóa. Cho nên mặc dầu cầu sinh, mặc dầu năng lực hướng tới sự cầu sinh như vậy, nhưng mà đều có thể thay đổi được. Bởi vì đơn giản vạn pháp do duyên sinh, đủ duyên thì nó sẽ thay đổi, chỉ vậy thôi. Nó còn một cái tên khác nữa là hướng, là hiện khởi, tức là hướng tới một cái chỗ mà nó tái sinh để nó hiện ra. Vấn đề này nó sâu xa quá, chúng ta không có tìm hiểu chi kỹ càng lắm. Chúng ta chỉ có hình dung rằng đó là trạng thái bán hữu, tức là những gì mà chúng ta sống trong đời ngày hôm nay. Dùng thân miệng ý tạo ra những cái duyên dẫn tới sợ hãi thù oán, gây ra tổn hại cho chúng hữu tình, thì khi nghiệp và phiền não khởi lên trong lúc lâm chung, đây gọi là tứ hữu, tứ tâm hiện lên với màu sắc đầy phiền não, và nó sẽ đột biến hóa sanh một trung hữu. Trung hữu này dễ bị tổn thương, dễ bị tổn hại, và tất nhiên nó phải cầu sinh một quốc độ dễ bị tổn thương, dễ bị tổn hại để lấy thân mới, chứ không thể nào cầu sinh một cái quốc độ an lành mà thành tựu. Chúng ta theo dõi kịp không? Từng câu, từng lời, từng ý như vậy đã được miêu tả rõ ràng. Như vậy thì chúng ta hiểu cái chữ sinh đây á, là ngay cả là thân của con người đây chết và sinh vào trong trung hữu thì vẫn gọi là sinh. Rồi từ trung hữu nó kết sinh và qua một cái đời sau theo bốn môi trường, đó là trứng, đó là ấm thấp, đó là đột biến hóa, hoặc là đó là thai, thì nó vẫn gọi là sinh. Chúng ta nên nhớ như vậy ha. Tức là từ cái này, sinh là một trạng thái hiện lên, còn tứ rồi nó chìm xuống. Nó vậy thôi, tức là chìm cái mạng này xuống, nhưng mà nó chuyển sang sinh lên trung hữu. Rồi chìm cái trung hữu xuống lại sinh ra một cái sinh hữu khác, một cái thân sâu. Như vậy thì ở đây, tứ và tái sinh cả hai chỉ diễn ra trong cảm thọ không khổ và không lạc. Chúng ta hiểu điều này như thế nào? Tức là cái lúc chết thì chúng ta không có biết đâu. Không biết đâu. Còn biết đâu là chưa chết. Mà khi cái chết hiện ra, người này không còn biết đâu nữa. Nó chỉ diễn ra ở trong trạng thái đó thôi. Rồi chẳng hạn như tái sinh cũng vậy. Tái sinh nó không có biết đâu. Ở trong một cái trung hữu như vậy nó tái sinh, hoặc là từ cái thân này tái sinh thành trung hữu, qua trung hữu còn vậy nó không có biết đâu. Nó chỉ nằm ở trên cái tâm là không khổ không lạc. Tại vì sao như vậy? Bởi vì nó ngây ngô, nó không có phải là một cái giác quan nhạy bén. Chúng ta đang sống đây, giác quan chúng ta nhạy bén, nóng lạnh mưa gió hoặc là màu sắc âm thanh chúng ta phân biệt nhạy bén. Còn trạng thái tứ và sinh, một niệm sinh và một niệm tứ đó, nó là không khổ không lạc. Hình dung được không ạ? Cái khổ lạc là cái cảm giác trước đó là chưa tứ đâu. Cảm giác đó là cảm giác phiền não, nó biểu hiện trên gương mặt, nó kêu có như vậy.
Thành ra chúng ta thấy có người á, họ chết mệt mày, họ rất là khổ cực, nhưng mà một lát sau họ chết thiệt rồi á, thì mệt mày nó hồi lại, nó tươi tỉnh lại. Đó là trạng thái tâm nó trở về với trạng thái không khổ không lạc, mà nó chiêu cảm là thông như vậy. Ở đây các ngài giải thích, vì nó không nhạy bén trong khi các cảm thọ khác là nhạy bén. Nhạy bén cho nên nó biểu hiện thành cảm xúc, thành cái biểu hiện mình nhận biết được. Còn ở đây nó do nó không có nhạy bén, cho nên mới gọi là không khổ không lạc. Tứ và thái sinh không có bao giờ diễn ra ở trên cái cảm thọ nhạy bén. Cảm thọ nhạy bén này là chỉ cảm thọ là cảm xúc đau đớn, buồn phiền, chứ không bao giờ có cái cảm xúc là tứ và tái sinh. Đó là cái điểm mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Trước tiên chưa thấu hiểu thì hãy tín thọ. Tín thọ rồi chúng ta chiêm nghiệm ha. Chúng ta chiêm nghiệm. Cái chữ tín thọ là hay lắm. Tín tức là tin, thọ tức là thọ dùng. Rồi từ từ chúng ta chiêm nghiệm. Cũng giống như người đi học thì đừng có vội vàng phản bác. Chúng ta cứ ghi nhận trước đi, rồi từ từ chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ thấy. Cho nên người sử dụng gọi là tín giải, còn cái người mà học là tín thọ. Mình đang học mà cứ đòi tín giải thì làm sao được. Kiến thức ở học đường nó khác rất nhiều với kiến thức ở cuộc sống. Giữa những gì chúng ta biết trên học đường với những gì chúng ta sống ở trong cuộc đời nó khác một đoạn thật xa. Có những người tích lũy kiến thức, xử lý thông tin rất giỏi, lấy bằng cấp rất nhiều, nhưng mà họ không biết sử dụng nó vào trong cuộc sống. Cho nên đôi khi họ học rất giỏi, bằng cấp rất cao, nhưng mà họ rất là ngu ngơ. Thành ra là gì? Là cái sự sử dụng vào trong cuộc sống là một điều phức tạp vô cùng. Nó là cả một cái bầu kiến thức tổng hợp vô lượng, chứ không có đơn giản đâu. Không thể nói rằng là chỉ đơn giản trên học đường là nhận ra được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là tất cả những cái gì mà chúng ta chưa có chứng biết ngày hôm nay là vì sao? Là vì chúng ta chưa chết, chỉ vậy thôi. Tại vì sao? Thì chúng ta đang sống đây, cho nên cái tâm chúng ta đang là nhận thức ở trên cảm giác nhạy bén. Còn ở trên cái cảm giác mà phi khổ phi lạc không có nhạy bén đó, chúng ta không có ở trong đó, cho nên chúng ta không biết. Các người hỏi Đức Bồ Đề Đạt Ma rằng ngài chết rồi ngài đi đâu, ngài nói là ngài không biết. Người ta hỏi vậy, tại sao ngài làm tổ ngài không biết? Bởi vì ngài nói ngài chưa chết. Thế nên cái trả lời của ngài rất là đơn giản như vậy. Vâng. Vâng, đôi lát này chúng ta nói chuyện này. Nó có tới chuyện này. Nó cái trạng thái này giống như là một cái trạng thái khí mà nó bị như cái lưỡi lao mà cắt da. Cái cảm giác này cũng chỉ mô tả thôi. Và nó rất là nhanh, nó diễn ra trong một sát na rất nhanh. Nó giống như là cái thức nó diệt, giống như là lửa nước mà ở trên cái thanh lửa. Rớt trên thanh lửa là nó diệt cái xèo mất. Thì nó giống như là một, nó chỉ hai, nó có một cái đường giống như lưỡi lam chỉ hai cái thân. Mà cái trạng thái này á là không phải là giống như cái cây cuối bữa hai đâu, mà cái thân mình vẫn còn nguyên, mỗi thứ vẫn còn nguyên, nhưng mà trong đó là thúy nó rã làm hai á, thì bây giờ mạc na nó diệt á, thì chúng ta sẽ bàn ở phần sau. Cái trạng thái đó thường thường người ta rút gần cơ một chút xíu thôi là chết á. Thành ra nhìn mà họ uống mình mấy cái là biết rồi. Cái đó là trạng thái là do cái tâm nó đang tiếp xúc với cái trạng thái thức diệt này á. Cho nên chỗ này phải hiểu rõ từng ngọn ngành. Thành ra thầy mới nói đi hộ niệm á, không có đơn giản đâu. Hộ niệm kiến thức dữ lắm, không phải đơn giản chỉ tới A Di Đà Phật là xong đâu, không phải đơn giản như vậy. Thành ra thầy ở mình đây mình cũng làm yêu sách, mình không đi hộ niệm. Chứ có ai học ở đây, ai sinh hoạt đã chết ấy, thì thầy trách nhiệm thầy phải đi, vì thầy lo cho họ thôi. Còn ai muốn nghĩ sao nghĩ, nhưng mà cái kiến thức là mình biết quá nhiều, thành nên mình nhìn thấy là mình biết rõ, và đối với thầy tự tin hoàn toàn ở trong sự dẫn dắt, tại vì mình biết quá rõ chứ không có gì khó khăn, nhưng mà cũng không phải dễ dàng gì để có được cái biết đó. Thành ra trở lại vấn đề nghe, ở đây chúng ta nghiên cứu từ từ để chúng ta nhận ra trạng thái tứ tâm trước cái đã, thì chúng ta chỉ hiểu rằng tứ tâm và tái sinh hai cái tâm này á, nó phi khổ phi lạc. Bởi vì nó không có nhạy bén,
chỉ vậy thôi. Còn tất cả những cái khổ hay lạc là nó do cái tâm nhạy bén cho nên cảm thọ được. Còn cái tử tâm với tái sinh là cái cảm thọ không có nhạy bén, cho nên nó được xếp vào cái loại là phi khổ phi lạc. À, chúng ta ghi nhận như vậy đi. Rồi, trong trạng thái mà chìm xuống và hiện lên là chúng ta hiểu chìm xuống là chết và hiện lên là sinh đó. Cũng giống như là chúng ta ngủ là chìm xuống, cái tâm nó chìm xuống là ngủ. À, rồi lúc đó khi nó đủ giấc rồi, bắt đầu là nó sinh ra, nó hay thức dậy á, thì bắt đầu cái tâm nó sinh lên á, mà nó rất là nhanh, nó rất nhanh. Cũng vậy đó, cái người chết là nó chìm xuống cái ao là nó qua một cái khác liền. Và tất cả điều này á, nó sẽ đi vào một cái cảnh nó gọi là oai nghi lộ. Dùng chữ oai nghi lộ sau này chúng ta sẽ phân tích. Oai nghi lộ là gì? Tức là do cái đời sống hành vi của người đó và tạo lên một con đường mà nó oai nghi lộ nữa. À, chẳng hạn như người này họ tu tập giữ mình ở trong pháp và sống với cái thân miệng ý thanh tịnh, đây gọi là oai nghi lộ họ tạo một đời. Thì lúc đó nó sẽ hiện ra như thế nào? Nó dựa trên kết quả này. À, nhưng bây giờ đây chúng ta biết rằng khi tâm nhập định thì không có sự chết cũng không có sự sinh. À, vì sao như vậy? Vì thuộc địa giới bất đồng, vì được tác thành bởi dụng công, vì chỉ có tính cách tương trợ. Nghĩa là sao? Tức là cái tâm mà nó nhập định thì không có chết cũng không có sinh. Tức là nó ở trong định bất động, yên một chỗ. Cho nên không thấy cái tâm đó nó lên, cũng không thấy nó xuống. Nó xuống gọi là chết, nó lên gọi là sinh. Nhưng nó định thì nó ăn trú bất động. Ví dụ như chúng ta thấy mình có ngày giờ này kia, nhưng mà khi chúng ta lọt vào thỉnh thoảng, nếu chúng ta siêng thiền định chút, chúng ta cũng nhanh chóng lọt vô một cái bối cảnh mà chúng ta ngồi mấy ngày không có biết là mình đã trải qua mấy ngày. À, cơ thể của mình nó gần như là nó bất động, không có hơi thở, thậm chí không có nhiều đâu. Thành ra năng lượng cơ thể nó cũng không cần phải trao đổi nhiều, cho nên bụng nó không có đói, và đi bài tiết nó không cần, tại vì nó bất động mà. Ở trong trạng thái đó ngồi 2-3 ngày thấy bình thường. Đức Lục Tổ, Đức Bồ Đề Đạt Ma ngày xưa cũng vậy. Ngài ngồi, đệ tử của Ngài lên bạch Tổ sư, chúng con xin cúng dường Ngài một đĩa trái khoai lang luộc. Thì Ngài gật đầu và Ngài nhắm mắt lại, Ngài mở ra, Ngài thấy là cái trái cây lên mốc hết rồi. Ngài mới hối, tại sao đem cho ta ăn lên mốc thế này, cúng ta đổi mốc thế này. Thì các vị mới nói là Tổ đã ngồi 7 ngày 7 đêm rồi. Tức là ngài ở trong cái tâm nó trú tới mức độ như vậy đó. Tức là Ngài nhắm mắt lại mở ra thấy người ta đã thấy là 7 ngày 7 đêm. Và trong tâm của Ngài chỉ thấy là lạ như vậy, Ngài mới hối vậy đó. Thành ra trạng thái này là trạng thái nhập định, cho nên nó không có chết cũng không có sinh. Trên căn bản nó là như vậy nghe. Tại chúng ta phải ghi nhận một điều, chết là chìm xuống, sinh là nổi lên, mà định là đứng yên chỗ. Đứng yên chỗ thì nó không thuộc dưới, không thuộc trên, cho nên gọi là không tử không sinh, hiểu không ạ? Vì thuộc địa giới bất đồng đó. Và vì được tác thành bởi dụng công, cho nên cái định nó tác thành bởi dụng công, tức là chúng ta phải tập. Dụng công đó là chúng ta phải tập, chứ không thể nào tự nhiên mà nó có. Vì có tính cách là gì? Là trợ ích ấy. Tức là giúp cho cái sự tồn tại đó, định nó tạo ra cái sự giữ gìn như vậy. Ở trong trạng thái vô tâm cũng không có chết hay là sinh. Vô tâm là sao? Tức là không có tâm. Không có tâm. Không có tâm chẳng hạn như là vô tướng định hay là diệt tận định. À, ngày xưa ví dụ như thầy đi thọ giới đốt hương trên đầu, thì lúc đó là trong tâm là không có định sâu, thành ra là không có tâm. Không có tâm cho nên lửa nó cháy mình không thấy nóng. Nhưng mà khi mình khởi ý nghĩ là tại sao không biết lửa cháy xong chưa mà sao thấy người ta xong hết rồi mình không biết đốt chưa, thì lúc đó mình tưởng thứ là nó có nóng hay không. Thì lúc đó bắt đầu là cái nóng nó hiện khởi liền lập tức, nó giống như ba cái cây kim nó đâm từ từ nó chạy xuống sâu vô não vậy đó.
cảm giác như cái đầu mình giống như là người ta lấy cây kim người ta đâm xuống vậy đó. À, thì lúc đó là quay lại với trạng thái vô tâm, thì từ từ nó đẩy dần, nó giải mất, thì mình thấy bình thường trở lại. À, như vậy thì qua đó chúng ta thấy rằng là người ở trong trạng thái vô tâm thì không có chết cũng không có sinh, trong trạng thái vô tâm. Vì sao? Vì vô tâm không thể bị gây tổn hại. Khi thân sở y khởi sự biến dị, tâm hở thuộc trên sở y này nhất định phải hiện tiền, ngay sau đó mới chết. Đây là trạng thái chúng ta để ý. Ví dụ như khi thân của chúng ta đang tồn tại thế này, vì lý do nào đó nó bị biến đổi và khác đi. Chẳng hạn như bình thường nó hít thở, giờ nó không hít thở. Hay là bình thường nó khỏe mạnh, giờ nó bị một cái vật nặng nào đó va chạm, làm cho nó bị đột biến, bị vỡ ra. Chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng á, là khi thân sở y, tức là cái tâm mình nó y trên cái thân này, à, nó bị biến dị. Chữ nó khó hiểu chút vậy, nhưng mà chúng ta hình dung là chúng ta biết rõ liền. Tại vì lý do nào đó, chẳng hạn như chúng ta uống trúng cái thuốc gì nó làm cho tác hại sự sống này, thì nó bị biến dị máu huyết, hoặc là bị ung thư, hoặc là bị bệnh, bị già suy, hoặc là bị đoạn nửa chừng, hoặc là bị một cái lực mạnh nào đó nó tác động, thì làm cho cái tâm mà cái chỗ sở y của nó không còn bình thường, nó bị biến dị đi. À, thì cái tâm lệ thuộc ở trên cái sở sở y này, cái tâm lệ thuộc ở trên này phải bị thay đổi, đúng không? Cái tâm đó là nhất định là phải hiện ra, tức là cái tâm biến dị, cái thay đổi đó phải hiện ra, và cái đó gọi là chết. Nắm được chưa hả? À, như vậy thì tứ tâm nó hình thành như vậy, và cái con đường chết là chỉ có như vậy, không có con đường nào khác, chỉ có như vậy thôi. Vô tâm không thể thọ sinh vì không cắt đứt dòng tâm. Vô tâm không thể thọ sinh vì không thể cắt đứt dòng tâm. Ý nói gì? Nếu như ở trong trạng thái mà vô tâm thì sao? Thì không thể đầu thai kiếp này kiếp kia. Chẳng hạn như một người ở trong định vô tướng, trong định á, họ vô tâm, thì họ ngồi im trong đó, khi nào thân hoại mạng chung thì cái tâm của họ nó tràn ở trong hư không. Hư không không có dấu vết, không có nơi trốn, cho nên nó trùm khắp. Và khi nào cái định đó nó suy xuống thì lúc bây giờ họ hiện ra trở lại, thì họ phải tìm ở chỗ kết sinh nào đó để sinh ra một cái thân mới. Thành ra cái ông Alala ngồi ở cái làng đó mà đi vào ở trong vô tướng, à, phi tướng xứ chẳng hạn như vậy, thì lúc đó khi ông hết cái định, ông phải trở lại cái môi trường đó. Và môi trường đó thì bây giờ ông tìm kiếm cái chỗ sinh là chỗ nào, là cái chỗ mà cái con trồn dơi nó có hai cái nghiệp, đó là phiền não do con cá nó kêu dưới nước, à, chim kêu trên trời, hàng cá nó làm đụng ông dưới nước khi ông ngồi thiền, thì cái tâm đó nó tác động vô và cái tâm mà hiện sinh nó khởi lên. Nếu mà chưa hả, đó là cái cấu trúc mà ông bị mất đi đầu thai mà Thế Tôn nói rằng không giải thoát được, mặc dầu là cả một cái công phu của ông rất là sâu dày, nhưng không được soi sáng bởi trí tuệ, cho nên nó không biết cách thoát ra. À, như vậy thì ở đây á, chúng ta thấy rằng là vô tâm không thể thọ sinh vì không thể cắt đứt dòng tâm và vì phiền não không khởi. Tại sao? Vì vô tâm là sao có khởi phiền não? Khởi phiền não lên là mới đầu thai. À, phiền não vừa gì? Vừa cái lỗi thiện hay là lỗi ác? Nếu như mà cái phiền não màu sắc của nó có tính chất tổn hại thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh ba cõi đó sẽ hiện ra, đây gọi là đọa xứ. Còn thiên nhân là cảnh giới chính á, thì ở trong đây là phiền não, mà phiền não vừa phước, nó vẫn là cái tâm nhiễm vừa thiện, nhiễm vừa phước, cho nên nhận lấy chúng hữu tình của trời người. À, nếu mà chưa hả? Còn ở trong trạng thái vô tâm thì nó không có phiền não khởi lên. Không phiền não khởi lên, nó không thể kết sinh. Chúng ta biết rằng là cái tâm mà chẳng hạn như là trung hữu, rồi gì sinh hữu, thì cái niệm kết sinh đó nhá, cái tâm đó phải ô nhiễm. Hiểu không? Phải ô nhiễm nó mới kết sinh được.
Còn không, nó tịnh là không thể nào có sinh được, mà vô tâm, cho nên nó không khởi cái mèo gì hết, thành ra nó thuộc cái loại là tịnh, thành ra nó không có đầu thai được. Hiểu chưa hả? Nếm được không? À, đó là lý do chúng ta, khi chúng ta biết như vậy rồi á, thì chúng ta sẽ biết rằng á, là người ta đi vào Niết Bàn bằng cách nào. Nó có lý do của nó, và tất cả cái điều đó là do công phu mà đạt được. Chẳng hạn như chúng ta muốn đạt được cái trạng thái vô tâm. Vô tâm đây không phải là dạng nặng là vô là dưng vô tâm là không có tâm. Chứ chúng ta đừng nói rằng là vô tâm đó là không biết gì cả. Cái tâm nó không có nhiễm. Chứ không phải là vô tâm là ồ, cái người đó họ vô tâm quá, tức là trở thành như một người xấu, một người không có quan tâm đối hoài tới cái đời sống cảm thọ của mọi người xung quanh á. Đừng hiểu chữ vô tâm cái đó. Vô tâm là không có tâm. Còn cái tâm có là nó có mèo thiện hay ác hay vô ký. Hiểu chưa hả? Còn nó không có tâm là nó rời khỏi đó. Vô ký nó còn thuộc là tâm vô ký. Hiểu không? Nó còn là tâm vô ký, cho nó không phân loại thiện ác thôi. À, nhưng mà ở trong cái tâm cái ở trong Niết Bàn đó thì cái tâm vô ký nó mạnh hơn. Tại vì cái tâm vô ký nó không có thiện không ác, nó không có nằm ở hai cái xu thế cực đoan. Thành ra nó nằm ở trạng thái vô ký. Mà trạng thái vô ký thì cái tâm nó dở đoạn. Hiểu chưa hả? Còn hay nó thiện á, là nó cứ bám theo cái thiện ác, bám theo cái ác. Nhưng mà trạng thái vô ký. Cho nên tại sao cái người tu á, là thường thường họ nuôi cái tâm vô ký. Vô ký như thế nào? Chẳng hạn như chúng ta phát một cái lời nguyện. Phát một lời nguyện là chúng ta bắt đầu làm theo vô ký đó. Chúng ta không còn biết rằng là chuyện gì xảy ra nữa, mà chúng ta cứ làm theo cái nguyện này. Bất luận chẳng hạn như chúng ta phát nguyện rằng là nghe ai cầu khổ cứu khổ thì mình cứu khổ, như Bồ Tát Quan Âm thì ngài cứ phát nguyện vậy đó. Hoặc là ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền phát 10 đại nguyện, nhất giá lễ kính chư Phật, là ngài cứ lễ kính chư Phật. Không có gì mệt gì mối hay là gì người ta chửi mấy nguyện rủa hay là gì, cái gì mà người ta ngài không có lễ Phật. À, thứ hai là chương tán Như Lai, là nghe cái chương tán Như Lai. Chương tán Như Lai như là một cái dạng quán tính. À, thì chẳng hạn như bây giờ cái trạng thái này thầy cảm nhận rất là rõ. Ví dụ như bây giờ thầy chỉ đơn giản là phát cái nguyện xây một trường đại học thôi, chứ không cần làm gì nữa. Chỉ có như vậy thôi, từ đây ta chết hết thôi. Chỉ có như đó làm, không có nghĩ gì khác. Không nghĩ rằng là nó thành hay nó bại, chừng nào thành hay là chừng nào bị bại, hoặc là như thế này thế kia, hay là bao nhiêu thứ khác. Chỉ có một cái này thôi. Thì mọi việc cứ cái xu hướng là đỡ cho trường đại học hình thành lên. Đó. Và làm một cái quán tính như vậy, chứ không có bận tâm gì khác. Trạng thái này được gọi là vô tâm. Hiểu không nè? Đó, cái trạng thái vô tâm phải được hiểu như vậy. Tức là nó được hình thành ở trên một cái loại tập khí thanh cao, hay là một cái trạng thái là một cái trạng thái là vô lậu á, không tham không sân không si. Nó biến thành một cái gọi là lực bán nguyện. Dùng chữ lực bán nguyện đúng hơn. Cái lực bán nguyện đó nó cứ hành động liên tục như vậy, nó còn không có còn định thiện hay ác nữa. Chẳng hạn như có người nói ngài Địa Tạng nói rằng là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Bắt đầu mình nói thế này, mình nói chúng sanh tiểu nước sinh ra hoài, làm sao mà tận, chứ mà làm sao độ tận được. Như vậy thì việc phương chứng Bồ Đề của ngài là một cái khái niệm viễn vông, không thể thực hiện được. Nhưng mà mình quên mất rằng là ngài độ sinh ở trong trạng thái vô tâm, cho nên ngài không bận tâm rằng là còn bao nhiêu chúng sanh, và ngài cũng chẳng có bận tâm là bao giờ chứng Bồ Đề. Còn chúng ta thì chúng ta đặt vô trong không gian và thời gian, bắt đầu là bao nhiêu thứ nó sinh ra, đúng không? Chẳng hạn như một người họ đứng ở trên cái phương diện của Bắc Nam truyền, mà họ đã phá Bắc truyền, thì ngay chỗ đó nếu như họ có làm thành công thì họ thành công đã phá, chứ làm gì có thành công giải thoát, đúng không? Nó giải thôi. Và nếu như mà họ đã phá có thành công đi nữa thì ở trong đó rõ ràng ai là người đã phá và ai cái gì là bị đã phá. Thì cái bị đã phá kia là cái nhân, và bản thân họ đã phá là cái ngã. Như vậy thì hành động của họ đầy lên nhân ngã, hành động đó chỉ có phiền não chứ không có vô tâm. Thành ra Phật giáo Đức Phật dạy chúng ta là cái pháp giải thoát khổ đau, chứ Đức Phật không dạy cho chúng ta là phải ráng nhớ Tam Tạng Kinh.
đúng không? Nếu mà đọc biết mình nhớ tạo thành kinh, chỉ làm sao hàng ngày mình giải thoát được cái khổ đau phiền não nó chi phối chính bản thân của mình. Không cần nhớ kinh nhiều, đừng có nhớ kinh nhiều. Nhớ kinh nhiều không khéo nó tạo ra một trạng thái là ký ức cường ký, như vậy không có lợi ích gì hết á. Và cái cuối cùng chúng ta cũng không thể nào đem hết tam tạng kinh đi vô cổ niết bàn. Thì niết bàn là vô tâm mà, vô tâm là thánh, không có phiền não. Như vậy thì Đức Phật dạy thiên kinh vạn điển là dạy những cái phương thức để chúng ta đối phó phiền não và giữ tâm mình ở trong trạng thái thiện, thiện tới mức là vô tâm. Vô tâm thành một lực bán nguyện, trạng thái đó, hiểu chữ vô tâm đó nghe. Chứ đừng có nói vô tâm là cái trạng thái là giống như dưng dưng, không có cái cảm xúc trước cái nỗi khổ đau của người khác. Không. Cái này khác, cái này không cố ý nhớ nó vẫn nhớ, cái này là thuộc về cái gọi là lực của nghiệp. Lực của nghiệp huân tập nó khởi lên một cách không có tự chủ. Đây gọi là lực của bản nghiệp. Chẳng hạn như có những cái nghiệp mà mình không có ở trong kiếp này nhưng mà kiếp khác. Chẳng hạn như lúc mà tứ hữu nó hiện lên thì lúc đó có những cái nghiệp ở trong vô lượng kiếp nó hiện chứ không phải trong kiếp này. Mặc dù tại kiếp này người ta không làm gì xấu hết, nhưng mà có những cái nghiệp là từ trong đời trước nó chiêu cảm. Thành ra cái này chỉ cố ý, tức là mình phải tác ý. Còn không tác ý mà nó vẫn hiện lên, đó là do cái nghiệp huân tập. Nghiệp huân tập muốn thay đổi nó là phải huân tập một cái khác. Cái này nó loãng ra à. Hoặc là nó khởi lên nhưng mà mình không có chạy theo thì nó cũng sẽ mất đi, tức là nó yếu dần xuống, lần sau cái thế lực của nó sẽ yếu dần dần đi. Trạng thái này là bắt đầu mình có sự chuyển hóa. Cho nên tu tập là cái sự chuyển hóa từ từ, một tiến trình diễn ra từ từ, không bao giờ diễn ra đột ngột. Không có cái gì đột ngột hết á. Chữ tu tập cũng vậy, thay đổi nội tâm, thay đổi suy nghĩ là nó phải có từ từ. Và vấn đề chúng ta cần lưu ý là gì? Tức là học Phật là học cái phương pháp giải thoát phiền não. Bởi vì tâm của mình mà bị phiền não nó chớ ngự, giống như là cái hồ nước mà ròng chớ ngự không bao giờ bị khô. Cũng vậy, phiền não chớ ngự trong tâm mình là không bao giờ mình giải thoát được. Thành ra chúng ta hiểu cái chỗ này á, là ở trong giới du già liên tưởng chỗ này hay lắm. Ở trong giới du già là gì? Nhiễm hay là phi nhiễm, thấy không? Chẳng hạn như là trong tâm có cái này có cái kia, đó là gì? Là nhiễm, là phạm nhiễm, phạm thuộc phi nhiễm, phải không? Như vậy thì cái nhiễm là chỉ cho gì? Là trạng thái tâm ô nhiễm. Trạng thái nó do cái đó làm tâm ô nhiễm. Cho nên mình bỏ đi để tâm mình nó không còn ô nhiễm. Mà nó không còn ô nhiễm, nó trong tới mức là không còn cái mèo nào hết, không có đục, không có gì hết, thì nó trạng thái nào là vô tâm đó. Nó như không, trạng thái không đó. Rồi, chúng ta trở lại tiếp tục nha. Ở đây các ngài nói rằng là tuy nói tử nó có ba hình tướng, phải không? Tuy nói tử có ba hình tướng, nhưng nhập niết bàn duy chỉ là vô ký, gọi là oai nghi lộ và dị thục tâm. Nếu cho rằng trong dục giới có xả dị thục. Chỗ này các ngài nêu ra là gì? Tức là nếu như trường phái nào mà cho rằng ở trong cái cõi này nó có một cái kết quả do xả bỏ, do cái tâm xả mà hình thành, thì phải hiểu rằng là người ấy đi vào trong niết bàn có hai cái tâm vô ký, đó là gì? Oai nghi lộ và dị thục tâm. Oai nghi lộ là gì? Tức là cái đời sống tu tập của người đó, hoặc là cái hành động của người đó được lặp đi lặp lại, mỗi ngày tụng chú, mỗi ngày ngồi thiền, không bận tâm là cái mình nó như thế nào, không quan trọng nữa, chỉ có là gì? Là cái công phu nó nhất là như vậy, sáng trưa chiều tối như vậy đó. Đây gọi là gì? Là oai nghi lộ, tức là cái con đường do oai nghi nó được hoạch định. Do cái quá trình mình sống như vậy, oai nghi mà. Oai nghi thì nó chia làm bốn trạng thái là đi, đứng, nằm, ngồi, hay là co, duỗi, nối, nín. Đây gọi là oai nghi lộ. Rồi, dị thục tâm tức là cái trạng thái tâm nó xả, không chấp cái gì hết. Cái việc gì ngày hôm qua là cho đi liền. Tại vì sao? Bởi vì nó là ngoại tâm rồi.
Một sát na trước là ngoại tâm rồi. Chỉ có hiện nay, hiện giờ đây mình nắm bắt được chút ít thì đây gọi là nội này. Nhưng mà cái nội này á, nó cũng thiên biến vạn hóa, là sao mình nắm được. Thành ra là chúng ta biết rằng oai nghi lộ và dị thục tâm, thì trong trường hợp mà luận lý cho rằng là ở dục giới có xả đó, có gì tụi có cái xả dị thục ấy, thì nó có hai tâm đi vào niết bàn. À. Còn nếu như mà cho rằng là trường phái nó không có xả thì sao? Thì chỉ có một cái là oai nghi lộ thôi. Như vậy thì một vị đi vào ở trong giáo pháp của Phật, Phật nói thế này: thiện lai tỳ kheo. Thì lúc bây giờ vị kia râu tóc tự rụng, khoác lên y ca sa. Chuyện này nó như là thần biến. Nhưng mà thường thường các vị cũng phải đi khắc thực. Nếu như mà thầy được cái thần lực như Phật, bây giờ thầy ơi, thiện lai tỳ kheo ni, các vị tiêu hết rồi, không dám đi về nhà luôn. Khoác y ca sa lên, phải không? Như vậy thì chúng ta bắt đầu là thấy Phật nói như vậy thì tại sao các ngài bắt đầu làm theo đúng cái oai nghi của một vị tỳ kheo. À, hoặc là Thế Tôn nói gặp ngài ngài Ca Diếp, Thế Tôn nói đây là đạo sư của ta. À, Phật nói một câu vậy thôi là tự nhiên là ấn chứng rằng là vị này có một cái oai nghi đầy đủ như là một vị xuất thế. Thì lúc đó bắt đầu cái vị này họ sống với oai nghi đó, họ cứ sống vậy thôi, họ sống, họ không cần biết cái gì xảy ra, họ cứ thế họ sống, ăn như thế, mặc như thế, ngủ như thế, nghĩ như thế, cứ như thế, không còn bận tâm gì kỳ khác, và họ cứ như vậy ấy, tự nhiên họ ở trong niết bàn hồi nào cũng hay, hiểu không này? Là họ vô tâm đó, họ sống như vậy đó, tự nhiên cái niết bàn nó hiện ra, cho nên thọ tỳ kheo ni gọi là giới cận viên là gần với niết bàn là vậy đó. Nhưng mà chưa có cái sự quy định của thánh giới này thì không có thể nào chứng đắc niết bàn. Trước khi Đức Phật ra đời, chưa có sự quy định của thánh giới thì không có ai mà tuân thủ theo cái phương thức tu tập khổ hạnh của họ mà có thể chứng được niết bàn. Tại vì khi Đức Phật quy định như vậy rồi, bắt đầu họ tuân thủ theo đó, họ hoàn thiện như vậy, đây chính là cách tu giới. Tu giới họ không bận tâm gì khác, Phật dạy ăn uống ngủ nghỉ cứ như pháp mà hành trì. À, và lúc đó có phiền não gì đó chút xíu thì tháo gỡ ra. Chẳng hạn như ngày lao la bà Thế Tôn á, anh đi khất thực vậy, lên nhanh á, ở cung vua ăn sướng là quen rồi, đi khất thực mới sa di tuổi nhỏ phước ít, người ta cúng cho chút xíu, có khi mấy đứa nhỏ đem hốc cát bỏ cho bác của ngài nữa, ngài cũng phiền não. À, thì ngài lên nhanh, Phật mới nói: này lao la, ngươi là thiện gia nam tử xuất gia học đạo, để cầu niết bàn giải thoát hay là cầu cái ăn? À, thì ngài cũng lèn nhen, cũng nói là giải thoát mà ăn cũng được chút cái làm mày tháng quá sao sống nổi. Đúng là ngài cũng lèn nhen vậy đó. Nhưng mà Phật nói thì nói cũng giống như là răn đe như người cha dạy con, nói mạnh mẽ chút thôi, nhưng mà từ từ rồi ngài cũng đi ra rồi, cái tự nhiên cái là ngài đi trôi trong niết bàn. Cái giữa cái thiện ở trong thánh giới của Phật với niết bàn á, cái ranh giới này gần như chúng ta không có tìm ra được, mà lúc đó là may ra chỉ có Phật mới biết được. Phật biết được là vị này đã tác chứng, đã thành tựu, còn ngồi ra là khó lắm. Cho nên tại sao có những vị họ tu họ chứng A La Hán mà họ không có biết họ chứng A La Hán, thành ra có khi giặc cướp rượt họ còn không biết dùng thần thông luôn, tức là họ nghĩ bình thường vậy thôi. À, cái trạng thái thầy muốn nói rằng là cái ranh giới đó là cách tu giới đó. Còn tu giờ pháp thì cũng vậy, cái pháp là cái biểu hiện, tức là một dạng giới được phân tích ra. À, và để chúng ta hiểu thiên biến vạn hóa. Nhưng mà hiểu pháp thì trong đó có giới, mà nói hiểu tới giới là trong đó có pháp. Cho nên thực ra mà nói chia ra, chứ mà do cái tính nối trội của nó hơn, thành ra chúng ta chia vậy thôi. Chứ còn nói rằng là tôi có giới mà không có pháp là không có đúng, còn nói rằng là có pháp mà không có giới là không có đúng. Cái này là người ta ngụy biện đó. Tại ở trong cái pháp đó là nó biểu hiện đầy đủ của giới. À, thành ra có người chẳng hạn như thế này, mình học ở trong A Hàm, học ở trong Tăng Chi, Tương Ưng, các vị đã thấy Đức Thế Tôn nói rất nhiều trường hợp của ông mãn tự tử, phải vậy không ạ? Và của ngài mãn tự tử như thế nào, lòng từ thế nào, con ai cháu ai, và tu thế nào, Phật khen ngợi công đức như thế nào. Rồi lúc đó Phật mới
Bây giờ sau này các ngài biên tập cái nội dung đó vào ở trong phẩm Ngũ Bá Đệ Tử của Kinh Pháp Hoa. Thấy chưa? Giờ thì ví dụ như Nam Trường họ nói thế này, họ nói rằng là Pháp Hoa không phải Phật nói. Như vậy thì tất cả cái giáo nghĩa ở trong đó đều phải bỏ đi, đúng không? Mà nếu như bỏ đi thì tất cả những cái bài kinh mà ở trong Bali cái kia cũng phải bỏ, đúng không? Chứ không bỏ mà giữ cái đây thì cũng như giữ cái đây thôi, chứ có gì đâu. Nhưng mà người ta cứ chia ra là hai cái tên kinh khác nhau, với đầu là người ta phân biệt, người ta coi như là biển bác tùm lum hết vậy đó. Cái tự hại của trí não mình á là nó như vậy đó. Thành ra cái vấn đề này á, là chúng ta hiểu là gì, là niết bàn của một cái người thành tựu trên oai nghi lộ là do công phu tu tập, mà tự tâm nó sẽ đi vào trong cảnh niết bàn, nếu được chưa? Cho nên tại sao mà thưa quý vị á, là thầy hay xưa, tại sao trong đầu thầy thấy rằng là nó không hợp oai nghi lộ, tức là nó không hợp với cái oai nghi của niết bàn. Đi đứng nằm ngồi rồi phát ngôn, ngay cả khi mình la lên một tiếng là lúc đó là thực ra mình phải kiểm soát kỹ, chứ không kiểm soát kỹ nó thuộc cái đạo nộ. Thì đó là phương tiện hoằng pháp, nhưng mà cũng được sử dụng nhiều lần đâu. Nó sử dụng nhiều lần nó kích thích cái tâm sân khởi lên liền. Còn đa phần là chúng ta bị tâm dẫn nghịch cho nên sân khởi, bắt đầu miệng la lên. Thì cái đó không phải là niết bàn lộ. Cái đó là chỉ có cái ác xứ lộ thôi, chứ không có niết bàn lộ. Rồi. Tiếp theo nữa, vì sao nhập niết bàn chỉ trong vô ký chứ không có trong tâm khác? Các ngài giải thích rõ là vì vô ký có thế lực yếu kém nên sẵn sàng đỡ dòng tâm bị cắt đứt. Thấy chưa? Nên nó thiện mà nó cứ thiện là nó cứ lo cái chuyện thiện thôi, chứ nó không chịu đâu nghe. Còn cái việc ác là nó cứ việc ác thôi, nó cũng không chịu đâu. Nhưng mà cái trạng thái tâm vô ký á, là nó yếu. Do cái tâm nó vô ký, tức là nó không có nương trên cảnh. Nó không nương trên cảnh, cho nên cái sự kết chính giữa cái tâm với cảnh nó ít quá. Thành ra lúc đó là nó mới gián cách đi vô niết bàn được. Nhớ không ạ? Mà muốn có cái tâm vô ký bằng trí á, là phải tu tập dữ lắm. Tới giờ là ngồi thiền, chứ không nói ở dưới đau lưng không được ngồi thiền. Nhức môi không được ngồi thiền. Tới giờ đi học chứ không có nói rằng là do cái này, do cái kia gì cả. Tức là cứ thế mà đi thôi. Tại vì cái nguyện mà Đức Phật cần khổ tu ba thiên kỳ kiếp được có kinh dạy cho con, giờ con chỉ nghe có gì đâu mà không nghe nói, đúng không? Hồi nhỏ thầy không phải thưa vị, thầy nghĩ rằng Đức Phật nói kinh nhiều quá, bây giờ mình chỉ có cái sức đọc mà gì đâu, ngài ráng tu ngài nhớ nói mới mệt, chứ còn mình đọc có gì khó khăn. Thành ra mình cứ đọc hết chữ thôi. Thành cứ bao nhiêu kinh mình đọc mà không thấy chán, đọc chưa hiểu đọc đi đọc lại, mà cũng trong đừng có hiểu, chứ hiểu rồi thì đọc lại nó chán chết. Cho nên là cứ đọc hoài thấy nó vui. Thì đó cũng là một cách mà chúng ta thấy đọc kinh tâm nó an lành, đọc kinh tâm rất an lành, chép kinh tâm cũng an lành, nghĩ về kinh điển tâm cũng an lành. Đó là cách mà chúng ta cố gắng là sử dụng cái tâm mình. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng là tứ tâm nó vô ký, bởi vì nó không có liên kết với trung hữu nghe. Còn tứ tâm mà nó thiện hay bất thiện là nó sẽ liên kết với trung hữu. Đây là điểm cần phải nhớ đó. Nó vô ký cho nên nó không có liên kết với trung hữu. Mà không có trung hữu thì nó không phải là cầu sinh tái sinh được. Cho nên nó đi vô niết bàn. Còn cái tứ tâm mà nó kết, nó là màu sắc của nó là thiện hay là ác, là thế nào, nó cũng đi vô một cái trung hữu tương xứng. Cái trung hữu tương xứng là tứ tâm mà ác lấy cái trung hữu, cái trung hữu chịu nhiều sự tổn hại và đi vào ác xứ, đọa xứ để mà thọ sinh, đúng không hả? Giờ hiểu không? Vậy thì mình coi thử mình thuộc loại nào, niết bàn lộ mình có chưa, hay là ba trước ba nháo lộ, mới đầu là chúng ta đi vô cái quốc độ đó, quốc độ là nó vậy thôi à. Rồi tiếp theo, yếu tố không quan trọng mà chúng ta cũng cần phải tìm hiểu chút nữa, đó là thức diệt, là nội dung thứ hai mà chúng ta học ngày hôm nay. Vô ký vô tâm, cái trạng thái nó cũng gần giống nhau. Cái trạng thái vô ký tức là không có nhận định được là thiện hay ác, nhưng mà cái trạng thái vô tâm ấy là do bản nguyện mà hình thành. Bản nguyện lặp đi lặp lại một cái đại nguyện như thế mà nó hình thành trạng thái quán tính vô tâm.
Còn cái vô ký ấy, là nó thuộc cái thiện ác là không có chip. Mà tại sao? Bởi vì cái lúc cái tâm mà nó yếu, nó yếu, nó không rõ cái mèo nào, thì trạng thái này là nó dở vô niết bàn, hiểu không này? Mà chỉ có tứ tâm á, tứ tâm. Cho nên tại sao có nhiều vị họ tu tập á, họ chờ tới ngày chết. Lúc nhỏ thầy đọc một hai câu chuyện, thấy các vị lạc ma, có bác sĩ khám nói rằng là ngài, tôi xin thông báo ngài một cái tin rất là buồn, đó là vài tháng nữa là ngài không thể sống được. Thì vị bác sĩ thấy trên mặt của ông đạo sư này mừng vui lên, cái ông này ngạc nhiên quá, mà rất là cẩn thận sợ đem cái tin sốc này tới á. Nhưng mà bác sĩ mới hỏi tại sao mà có vẻ ngài không có lo lắng mà có vẻ vui. Ôi trời, tôi chờ nó lâu lắm rồi. tức là trạng thái là chờ cái tứ tâm này nè. Tại vì người ta huân tập cái gọi là có ai nghi lộ đuối rồi, mà chờ cái tứ tâm nó đến là vô ký đó, là người đi qua nước bàn cho lệ. Còn bây giờ mình đang duy trì sự sống mà. Còn nếu mình dùng cái tâm muốn giết đi thì nó quá ác, mà dùng cái tâm ráng duy trì nó thành thiện. Cho nên đó, là cứ dùng nó với một cái trạng thái là vung trồng thêm cái gọi là niết bàn lộ, tức là cái oai nghi lộ ấy, để cho mình đi vô niết bàn đó. Cho nên dùng cái thân này để tu, nó khác dùng nó để làm ác, hoặc là dùng nó để hướng thụ. Thấy chưa hả? Có hiểu được không đó. Cho nên cái trạng thái tử tâm ấy là nó quan trọng lắm. Nên tại sao mà cận thứ nghiệp lâm chung này, thầy có cái chương trình sau này thầy thiết lập, thầy không có muốn đưa cho Phật tử mình với các vị tăng ni ở trong nhà dưỡng lão, hoặc là chết bệnh viện, thầy cũng không muốn. Thầy muốn chết ở tại chỗ cái chương trình của mình, để mình được cái là dẫn dắt cái tứ tâm lộ này á, cái tứ tâm này nó như thế nào để nó an lành nhất, tại đường nào cũng chết rồi, thêm mấy ngày nữa cũng không đủ thiếu gì, thấy không? Nhưng mà mình á, mình quan trọng là mình giải quyết được sanh tử là chuyện lớn à. Cho nên phải nhất là phải ráng làm cái này. Ở xứ này mình phải tự lo mình, chứ còn không ai lo được đâu. Tiếp theo thưa quý vị, khi chết thì thức nào ở trên, thức nào diệt ở điểm nào ở trên thân à, tức là cái đây các ngài giải thích này nghe, là có hai cái trường hợp chết thôi. Một là chết đột ngột à, mà là bất đắc kỳ tử ấy. Chết đột ngột, cái trạng thái bất đắc kỳ tử này trong Phật giáo không nghĩa rằng là cái người già mà không bất đắc, tức là chết đột ngột. Chết đột ngột là chết bất đắc à. Thứ hai là gì? Là chết từ từ. Như vậy thì chúng ta biết rằng chết đột ngột là từ ý thức thân căn nó cùng diệt một lần. Bởi vì nó chết từ từ, chết đột ngột á, tức là chẳng hạn như người đó đang đi xe đụng cái rầm, là ý thức cái thân căn nó vỡ liền, và cái ý thức nó đứt ngay đó liền. Đó là chết đột ngột, hiểu không? Còn chết từ từ tức là từ từ mà chết. Đó, cứ từ từ, cái nào mà ngáp á, lâu lét không chịu chết, nhưng mà ta niệm Phật muốn lâu lét mà không chịu chết ta rồi. tức là hồ niệm mới mệt lắm, cứ thở vậy đó là chết từ từ. Nhưng mà là chúng ta biết rằng là đầu tiên là cái ý thức nó diệt ở chân, rốn, tim à, theo thứ tự dưới, người, trời, bất sinh. Chẳng hạn như là ý thức mà nó diệt ở chân thì đọa cõi dưới, còn rốn là cõi người, tim là cõi trời, trên nữa là cõi bất sinh. Bất sinh là chỉ cảnh giới là không bị biên xứ, hay là thức biên xứ, hay là những cảnh giới chứng thánh à. Như vậy thì chỗ này chúng ta phân tích một chút, cho nó không là chúng ta thấy nó mâu thuẫn nhiều vấn đề. Ở đây nói là ở dưới tức là gì? Là đi xuống dưới, là sinh vào các cõi bất hạnh. Hạng này là thức diệt cuối cùng ở bàn chân. Như vậy thì thức nó luôn bám theo hơi ấm, cho nên á, bàn chân nó nóng, trên thân lạnh hết, còn bàn chân nóng, mà thức nó sẽ diệt ở phần cuối cùng dưới bàn chân, cho nên chắc chắn là đọa dưới địa ngục, đánh sanh cõi thánh mắt sinh trời đó. À, chẳng hạn như bàn chân đầu gối là từ đó mà thấm định cái nghiệp nặng nhẹ của nó. Rồi thứ hai là đây nói là người, tức là cõi người, là sinh vào nhân loại thì thức diệt ở rốn. Chúng ta hiểu nghe, bình thường mình hít một cái hơi vô thì bắt đầu á, khí nó sẽ trao đổi tại phổi, và từ đó cái dưỡng khí, nguyên khí á, nó sẽ đi qua tim ha, nó đi qua tim. Nhưng mà trên thân chúng ta nó có một cái loại nguyên khí, tức là từ tim nó có 20 sợi nguyên khí đi về đan điền rốn, từ rốn trở về đan điền và tim trở lại.
Đó là cái con đường đi mà tại sao chúng ta thiền hay là trú đang điền, và con người mình có cái rúng là kết với bụng mẹ. Cho nên là cái loài người nó như vậy, nó kết sinh như vậy đó, thì cái khí nó trụ ở đó. Cho nên là cái tim nó ấm là nó còn đập, nhưng mà khi cái tim nó ngừng và cái hơi nó tan thì bắt đầu nó theo một cái sợi, một cái nguyên khí cuối cùng trở vào tim và thoát ra, trở vào rốn và thoát ra. Cho nên cái trạng thái này rất khó thấy, mặc dù có người đó họ nắm trái tim nhưng mà biết rằng họ đi vào người, còn nắm trái tim nhưng mà biết nó lên cõi trời. Cái trình độ này không có dễ dàng gì thấy được hết nha, tại vì phải nhìn thấy là từ cái lòng ngực khó thở và cái bụng họ thở như thế nào, và từ đó mình biết được cái khí nó đi như thế nào. Như vậy thì ở đây nhé, là còn cõi trời thì sao, tức là đi lên cõi trời là sinh vào thiên giới, tức là ở tim. Ở tim, nhưng mà khi tại trong tâm người này, tâm họ hướng thiện bằng mắt, trên đời sống của họ nuôi dưỡng bằng mắt, bằng cái nhìn của họ và cánh đẹp, thành ra cái hơi ấm nó thấu vào tim nhưng mà thức đi ra ngang mắt, thấy chưa hả? Đó. Rồi tiếp theo nữa, bất sinh tức là không tái sinh một lần nữa, tức là không có tái sinh, thì cái gì nó cũng diệt ngang tim, nhưng có luận sư khác thì nói rằng là diệt ngang đỉnh đầu. Theo cá nhân của thầy để các ngài thường là nắm trên đỉnh đầu, còn không biết về luận sư nào nói rằng diệt ngang tim thì điều này thầy không có rõ, nó có trường hợp gì khác biệt hay không thì mình không có hiểu hết chỗ này. Cho mấy nó là cái thức, là cái nơi mà nó bám, là chỗ cuối cùng ở trên thân. Cái thân mình lúc bây giờ nó giống như là trạng thái mà ở trên cái sức nóng và nước nó rút, cho nên nó bốc hơi hết, thì cái chỗ bốc hơi cuối cùng á là thức sẽ ra ngay chỗ đó. Và cái thức ra chỗ đó là do hoàn toàn là cái bán nghiệp nó tạo trên đời sống này á, gọi là cái sinh lộ đó, là đời sống mà tạo ra cái oai nghi. Đời sống như vậy, đi đứng nằm ngồi tạo ra cái nhân gì thì nó sẽ có xu hướng về chỗ đó. Thường chúng ta hướng lên cội thánh là cái đầu mình ấy, là hay tập trung hay thiền định, cho nên cái tư tưởng mình hàng ngày sống là thường trên đầu, thành ra lúc đó là khi thân hội mạng chung thì bắt đầu cái thức này nó theo trên cái thói quen tư duy hàng ngày ấy. Còn cái người mà cứ mạnh được yếu thua hơn chút giảm cho người ta là thế nào vô địa ngục, nên chúng ta thấy như vậy đó, là do cái thức hàng ngày họ tư duy ấy, họ vận động ấy, nó cứ hình thành cái loại định nghiệp rồi nó dẫn đi thôi. Thức diệt ở nơi nào, ở những nơi đó thì các căn y thân diệt ở những nơi đó, tức là gì, tức là thức diệt ở những nơi đó vì các căn y thân diệt nơi đó, tức là cái sự sống cuối cùng tồn tại ngay chỗ đó, cho nên thức nó ngay chỗ đó mà diệt, hiểu không hả? Chẳng hạn như cái sự sống mình á, mình suốt ngày cứ mình nghĩ trong bụng á, mình nghĩ trong bụng là ăn hả, cứ nghĩ hoài ngang bụng, thì cái sự sống mình cuối cùng là cứ lo chẳng ăn thôi, gần chết mình cứ nghĩ chẳng ăn thôi, và cái tâm nó tồn tại ngay chỗ bụng, thì lúc bây giờ là cái hơi ấm nó dồn gì chỗ đó nó tồn tại, và các chỗ khác lạnh hết rồi, thì cuối cùng ngay bụng nó tan, hơi ấm nó tan hết, thì cái thức nó ra ngay chỗ đó, hiểu không? Cái này là thực ra cái bàn tay của mình biết rằng nó lạnh á là không có đúng. Lấy cái bàn tay của mình để nhận ra được cái hơi ấm á là không bao giờ đúng ở trong trạng thái tự hữu, tự tâm. Tại vì đây là một cái kinh nghiệm cho nên thầy rất là khó nói. Thành ra như vậy có nhiều khi cái tay mình nó nắm. Thành ra có nhiều khi tại sao trong bệnh viện có khi thầy muốn kiểm tra, thầy phải đi kiếm cái tay thầy nắm chỗ cái thành nào đó, thầy nắm cho nó lạnh tay này. Có một hai người cái đấy không biết tại sao thầy được kiếm chỗ thầy nắm, thì thầy muốn cái tay thầy nó lạnh, đưa thầy phát hiện cái vi tế, nhưng cái trạng thái hoạt động của tâm nhiều khi cái tay mình cảm nhận được chỗ đó có cái tâm nó hoạt động hay không nữa, mình cảm nhận được cái này nó vi tế lắm, chỉ là một cái gì đó, cái kinh nghiệm tự thân mình trên cuộc sống hàng ngày, đi đứng nằm ngồi mỗi thứ mình cần cẩn trọng để ý thì mỗi thứ mình sẽ phát hiện nhanh chóng, thì lúc đó mình biết họ như thế nào, hoặc là cái suy nghĩ của họ về châu mày hay là cái diễn tiếng sao, là mình biết là cái tâm nó đang trú chỗ nào, thì mình cũng có thể là mình hướng ngang đó để tháo gỡ cho họ. Cho nên ở đây chúng ta cứ ghi nhận các cái hướng như vậy mang cái tính là lý thuyết nền, do vậy mà chúng ta gọi là gì, chúng ta gọi là tín thọ
chưa tiến giải nổi đâu, tiến thọ. Có cô Phật tử kia, người ta chết, đem nghe ai đó là đi qua kiếp sau thì phải có gì đó để ăn, cho nên lấy cái nải chuối đưa lên bụng. Không biết tiếng thọ kiểu gì, nó nải chuối đưa lên bụng. Cái gọi điện cho thầy, nói cho thầy con lấy nải chuối đưa lên bụng được không? Thầy nói không. Cái lò lấy xuống, lấy xuống cái bụi sâu chạy, cái hối thầy, dạ có sao không thầy? Thầy nói có sao. Nó chạy thầy cúng thầy 50 bạc, thưa thầy nhờ thầy cầu nguyện dùm. Thầy nói cầu không nói. Không sợ người ta nói nữa, sợ nói tốn tiền nữa, sao thầy không dám nói nữa. Cái thầy im im là đi, đi quá y nhiên mấy ngày sau, cái người nhà nằm trên bao thấy ông nó gì là cứ chỉ chỗ bụng. Cái gọi hối thầy nữa, cứ thưa thầy cúng 50 bạc rồi mà tại sao còn chỉ bụng. Chết 10 ngày rồi sao còn chỉ bụng nữa. Trời giờ làm sao thầy, nhưng con làm sao đó con tháo gỡ, con chuột lỗi. Tưởng là không phải học Phật nguy hiểm nữa. Nghe xưa bày này làm cứ muốn cứu người ta mà cứu tâm bậy. Thì lúc đó cái tâm người ta nó đang khó chịu nhiều thứ mà cũng đèn lên cái này chuối. Thì là cứ nghĩ cái bụng thôi. Cứ muốn lấy ra nó làm được đó. Nó gỡ gớm một cái oai nghi á, nó bị dính rồi đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, tức là các căn y thân đi đến chỗ co rút lại như là nước ở trên đá nóng và biến mất dần dần tại các điểm như là bàn chân hay là ở đầu gối hay là ở bụng hay là ở tim này kia, hiểu không hả? Khi nói rằng thì cái thức nó như vậy đó, nó giống như là nước nó tan chỗ cuối cùng như vậy đó, thì thức tan cái chỗ đó. Đó là nội dung mà chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay, được gọi là tứ tâm và thất diệt. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này sanh đều trọn thành Phật.